Vâng, trên tay Văn Anh đây là một cái Equi Prefix Pro Blend của hãng Fitment. Đó. Mất công đặt hàng cái này từ nước ngoài về gần 2 tháng để anh Hùng anh ở Nam Định anh đặt mua, nhờ đặt Văn Anh đặt mua thì đây Văn Anh đang quay để lát nữa là gửi về cho anh Hùng ở Nam Định. Thì sau khi nhận được cái này đấy, hàng chính hãng Fitment luôn, sờ vào thì mọi thứ nó nhựa, những cái thứ nó chuẩn lắm đấy. Các nút là căng đét này bạn trơn tru. Một điều nữa mà mình nhấn mạnh ở đây là cái vấn đề bọc đồng. Những cái Equi Fitment thì một số Equi Fitment đời cao thì nó hay bị ù nhiễm mát. Ù nhiễm mát là có nghĩa là khi nó sẽ tạo ra cái tiếng ù như kiểu là bị chạm mát ấy, thì chúng ta mà sờ tay vào cái này cái thì nó lại hết. Đấy, mà bỏ tay ra cả thì nó cứ ù ù. Đấy là một nhược điểm nhiều Equi mà khi về Việt Nam nó bị gặp phải trường hợp đấy. Nguyên nhân là do cái hệ thống âm ly, hệ thống điện của chúng ta là không, ở Việt Nam mình là ít nhà có điện nối đất. Đấy, thành ra là nó bị ù, cứ ù ù rất khó chịu. Thì với Equi này thì là một cái Equi xịn, cho nên là nó đã được bọc đồng ở đây. Bọc đồng. Nhiều người trong nghề làm Equi gọi là bọc mát ấy. Đấy, đã được bọc mát hết rồi. Thì nó sẽ giảm thiểu hiện tượng u mát. Một số Equi, ví dụ Equi Fitment hoặc Fake thì các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những cái miếng đồng ở đây. Đấy, bọc ở đây. Văn Anh đang quay cái Equi này về đủ bộ để gửi cho anh Hùng ở Nam Định. Đây là cái thạch anh của nó, mỏng dính nhá. Và cái đầu ra của nó đây, những mối hàn nó rất là chắc chắn. Đó, và những cái gen nữa, mình làm cái kỹ thuật thì những cái gen của cái này nó thể hiện rằng cái đồ xịn hay không xịn. Cái gen nó mịn, bước gen nó dày, mịn và cái rãnh nó rõ nét, bước gen nó rõ nét thì là những cái đồ cơ khí xịn. Đấy, ok. Cái Equi này có trị giá tận 8 triệu.